Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can này là đã nhận tiền chung chi ngay tại trụ sở công an phường để tha cho nhiều người vi phạm pháp luật trên địa bàn. Theo kết luận điều tra, từ năm 2018 đến tháng 4 năm 2020, các ông Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vi, Lê Đình Vũ, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Minh Nhật là cảnh sát khu vực phụ trách các địa bàn của phường. Với chức năng của mình, các cán bộ trên đã tổ chức đi tuần tra trên địa bàn phường. Nếu phát hiện các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy thì họ phải bắt giữ, lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và ghi lời khai. Tuy nhiên, họ đã không thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật mà yêu cầu người có hành vi vi phạm sử dụng điện thoại di động liên hệ với người thân mang tiền đến trụ sở công an phường chung chi rồi thả về, không xử lý. Các cán bộ trên đã thực hiện hành vi sai phạm liên tiếp từ năm 2018 đến tháng 4 năm 2020 tại trụ sở công an phường Phú Thọ Hòa. Trong đó các ca trực do Phạm Thanh Tuấn, trưởng công an phường, Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý, phó công an phường, trực tiếp chỉ huy. Có những trường hợp giữ người vi phạm tại trụ sở nhiều ngày liền để đợi lấy tiền, nên có đủ căn cứ buộc trách nhiệm của người chỉ huy phải biết sự việc. Theo đơn tố cáo và tài liệu do cơ quan cảnh sát điều tra thu thập được từ năm 2018 đến tháng 4 năm 2020, 9 người đã tham gia tuần tra, phát hiện, bắt giữ đưa về trụ sở công an phường ghi lời khai 51 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, sau đó giải quyết cho những người này về nhà mà không xử lý. Lãnh đạo công an phường phân công người làm, báo cáo trực tiếp, trong số 51 người bị bắt giữ có 48 người có biên bản ghi lời khai, 1 người có bản tự khai, 1 người không có tài liệu. Sau khi nhận đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã truy tìm và ghi lời khai được 30 đối tượng, trong đó có 29 người thừa nhận việc bị công an phường Phú Thọ Hòa bắt vì có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng đều thừa nhận bản thân họ hoặc gia đình họ đã đưa tiền cho cán bộ tại trụ sở công an phường để được tha về. Kết quả điều tra cũng cho thấy những người này xác định được địa điểm bị bắt giữ, địa điểm giao tiền tại trụ sở công an phường. Người tố cáo và một số cán bộ chiến sĩ công an phường đã khai nhận về việc ban chỉ huy có chủ trương thành lập các đội tuần tra, bắt giữ người có hành vi vi phạm liên quan ma túy, phân công nhóm cán bộ trực tiếp làm việc với nhóm người vi phạm sau đó báo cáo, xử lý với lãnh đạo công an phường.